Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người một quán ăn chuyên bán những ẩm thực đường phố nổi tiếng của Việt Nam nhưng dành cho các du khách nước ngoài. Quán này rất là nổi tiếng ở Sài Gòn đối với những khách du lịch nước ngoài lần đầu tiên đến Việt Nam. Vì có việc đi Sài Gòn cho nên mình đã ghé quán này để mà thưởng thức xem tại sao nó nổi tiếng như vậy. Quán nằm trên đường Lê Thánh Tôn, có tên là Bếp Mẹ Yển nha. Mình ghé vào giờ ăn trưa thì lúc này khách rất là đông, có những người phải đợi bên phía bên ngoài hơi bị lâu. Và mình cũng chỉ thấy toàn là du khách nước ngoài thôi, chắc nhóm tụi mình là những người Việt duy nhất đến đây. Quán này được mở từ năm 2016 và chủ quán vợ là người Việt Nam và chồng là người Pháp. Quán sử dụng tông màu vàng là chủ đạo cho nên cảm giác rất là ấm áp và ấm cúng khi mà mình bước vào quán. Trên mảng tường thì quán vẽ hình cô gái mặc áo dài, đội nón lá, biểu tượng của người Việt Nam mình. Mình rất là thích khi mà quán phục vụ chỉnh chu như thế này, có một bộ chén dĩa và tờ giấy ăn được lót phía dưới in hình logo của quán rất là xinh nè. Mình gọi một ly nước sấu đặc sản của Hà Nội để mà uống trong thời tiết nóng nực của Sài Gòn này. Bánh xèo của quán đem ra rất là giòn rụm và nhân viên sẽ giúp mình cắt ra từng miếng nhỏ. Rau thì được rửa rất là sạch nhưng mà nó không được nhiều. Đối với một người miền Tây như mình thì ăn bánh xèo thì phải ăn với rất là nhiều loại rau nó mới hấp dẫn và ngon phải không nè. Chắc có thể vì bán cho người nước ngoài là chủ yếu cho nên những loại rau này đã được giảm bớt. Khi ăn bánh xèo thì mình sẽ cuốn với rau. Mình thấy đa số ai đến đây cũng đều gọi cái món bánh xèo hết. Bánh xèo là một trong những cái món đặc trưng nổi tiếng của miền Nam Việt Nam mình. Khi ăn bánh xèo thì phải chấm với nước mắm, chua ngọt và đã trộn sẵn với củ cải trắng và cà rốt để mà ăn kèm cho đỡ ngán. Và đây chính là món đặc sản nổi tiếng của Hà Nội, đó chính là món chả cá Lã Vọng. Bất cứ bạn nào khi đến Hà Nội cũng phải thưởng thức món này. Và tụi mình đã gọi một phần chả cá Lã Vọng để xem ở miền Nam thì nấu chả cá có giống như ngoài miền Bắc không nè. Mình nói lạ là bởi vì ở đây họ phục vụ theo một cái mẹt bao gồm bún, chả cá và rắm với mắm nêm, ớt. Món chả cá này mình đã từng được thưởng thức khi đi du lịch Hà Nội vài năm trước. Ngoài đó khi mà mình ăn thì sẽ được ăn trên một cái bếp nóng, sẽ làm cho món chả cá thơm ngon và không bị ngán. Nãy giờ mình đã thưởng thức ẩm thực của miền Nam và miền Bắc, bây giờ sẽ đến ẩm thực nổi tiếng của miền Trung nha. Và đây là món có tên là bánh đập, đặc sản nổi tiếng của miền Trung, từ Quảng Nam cho đến Khánh Hòa. Món bánh đập này là món ăn kết hợp giữa món bánh ướt bên trong và phần bánh tráng nướng bên ngoài. Và topping bao gồm thịt heo, mắm ruốc, chan mỡ hành và có trứng cút nha. Ăn món này thì mình sẽ chấm với mắm nêm nè. Và món cuối cùng tụi mình gọi đó chính là món tàu hũ lăn bột chiên đã phủ một lớp mè. Món này ăn hơi bị giòn và ngon nha. Và được chấm với nước sốt mè và nước sốt chanh, ăn kèm với salad rau để không bị ngán. Bên trong quán có đặt một chiếc xe lam, hình ảnh của Sài Gòn ngày xưa. Nói chung ăn để cho biết ẩm thực của người Việt đến với tay người nước ngoài như thế nào, chứ đồ ăn thì không được ngon lắm so với giá tiền, chắc có thể không hợp với khẩu vị của mình.